Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trần Duy Nhất. Thì hôm nay mình sẽ chôn nó bằng cách là mình sẽ sử dụng một cái chai nước suối để mình thử lòng của nó. Tại vì các bạn biết sao không, cái thằng này ngay hôm qua luôn, nó cái chai nước của mình uống, cái ca nước mình uống gì đó, nó cho nó lấy, nó uống tỉnh bơ à, nó coi như là của nó vậy. Nên hôm nay là lợi dụng cái sự ham ăn hóc uống của nó, chơi nó. Các làm bạn, gì theo dõi mình chơi nha. Nó gì vậy? Tính chơi nói gì vậy? Thì chuẩn bị theo dõi thì coi biết. Dạ dạ. Chào các bạn, thì bây giờ đây là cái chai nước. Thằng này là nó hay uống nước của mình lắm. Nên là mình sẽ chơi nó bằng cách đây là nước lọc sạch 100% nha các bạn nha. Đây là nước sạch nha. Chơi đổi ở đây nha các bạn. Trong khi nó mình tập mình để ở đây ha. Đó, nó tới nó coi xíu nữa, nó tới bây giờ á, mà nó tới nó chơi, nó thấy nước là mình tập đây là nó bưng, nó hấp, nó uống liền à. Không xíu nữa tập ra mồ hôi á, nước ở đây nên mình dắt nó cho nó coi. Mà theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ đặt góc máy quay ở đây nha, để mình sẽ tập lát là nó tới là thế nào nó cũng sẽ ăn cái chiêu này của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tập cái dục, nó cũng gần tới rồi đó. Tập đó. Ngày nào mình tập màu nắng cho nó đen nữa các bạn. Đen thì thủ quýnh vô đỡ thấy con đỏ. Em mới qua mà. Ủa chừng nào đi đánh giả vậy? Mày không hết được bao con trai. Tôi bị không nên cần em 2 tuần nữa. Ôi ơi. Màu lên. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đúng không? Như vậy thì mình sẽ không có bị thủ thấy cái vết thương. Đúng không? Nice. Ủa vậy chừng nào đánh cái cái này, cái ca anh đựng mồ hôi của anh. Tập với cái này nè, đi như thế này nè, anh đựng mồ hôi của anh. Trời ơi bao tóc về mưa sơ, một dương dân nga của chúng đào hồi sâu. Chưa nè. Ủa chứ không phải chú uống à? Nếu mình tập mồ hôi để ca bự đi ăn hỏi tập để đi tập đó, con sẽ tập được xuống bao nhiêu ký, đúng không? Uống thì uống, lần sau khỏi uống nha. Con các bạn đã theo dõi video clip của mình, này nó bị dính hơi các bạn. Các bạn, vừa rồi mình đã hạ độc thủ thằng Hải, nhưng mà thật ra đó là nước sạch các bạn, nước lọc, ha, là nước mình uống thôi. Chứ còn lát sau là mình cho nó thấy cái đoạn mình bắt mồ hôi ra là lúc đó là nó hết uống rồi các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy hay nhấn một like, một share. Đừng quên đăng ký kênh của Nhất nha. Bye bye.